Hello, xin chào. Chào mừng các anh chị của chú đã quay trở lại kênh Lê Diễm Nấu Ăn Ngon Mỗi Ngày. Hôm nay Diễm sẽ vào bếp chia sẻ món hành tím muối chua cho các bạn cùng xem nha. Các bạn nhìn màu nè, rất là đẹp, rất là nhìn bắt mắt ha. Với công thức của Diễm này thì các bạn làm rất là đơn giản, nhanh gọn nữa. Và mình có thể có một hũ để cho gia đình mình cùng ăn mấy ngày Tết á, hoặc mình có thể ăn hàng ngày cũng được nha các bạn. Rất là đẹp. Các bạn tham khảo qua công thức của Diễm và làm một lần nha. Nếu các bạn chưa đăng ký kênh, nhớ cho Diễm một lượt đăng ký để Diễm có động lực ra những video hay hơn cho các bạn xem nhé. Và bây giờ mình thực hiện như thế nào, xin mời các bạn vào bếp làm cùng Diễm nhé. Ở đây mình có 400g hành này các bạn. Các bạn khi làm hành muối thì các bạn lựa củ nhỏ nhỏ như này là được nè. Đừng củ to quá, một củ như này mình ăn là vừa ha. Và bây giờ mình sẽ đi ngâm cái hành này nha các bạn. Bây giờ các bạn cho nước vo gạo vào đây mình ngâm nha. Mình ngâm dưới này khoảng 4 tiếng á các bạn. 4 tiếng cũng được mà nếu các bạn để qua đêm cũng được nha. Mình ngâm này với ngâm nước vo gạo này nó có tác dụng là nó bớt cái hăng đi á, bắt bớt cái hăng của hành đi á nha các bạn. Và mình ngâm ở đây 4 tiếng ha. Và đây là củ hành sau khi mình ngâm được 4 tiếng rồi các bạn. Các bạn ngâm mà các bạn thấy nó tróc cái vỏ ra, tróc cái vỏ lụa này ra là mình có thể mình làm được rồi nha. Tróc cái vỏ lụa này nè, cái vỏ lụa này mình chỉ cần bóc nhẹ thôi là nó tróc ra nè, là mình có thể làm được rồi nha các bạn. Sau khi phần hành mình ngâm được rồi á các bạn, thì mình cắt nhẹ cái gốc, cắt nhẹ trên đây nha, và cắt nhẹ cái cuốn này luôn, cắt như này là được nè các bạn nè. Sau khi mình cắt hết gốc đi và mình rửa lại thật sạch nhiều nước nha các bạn. Do là hôm nay mình làm hơi tối á nên trời không còn nắng á, chứ không là các bạn đem phơi nắng 15 phút là được. Nhưng bây giờ là tối rồi nên mình sẽ để trước quạt 30 phút nha các bạn. Các bạn để trước quạt 30 phút. Còn nếu có nắng thì các bạn phơi 15 phút là được. Trong khi mình chờ cái này cho khô thì mình sẽ đi nấu nước giấm nha các bạn. Bây giờ các bạn bắt bếp lên. Cho vào cái nồi đây 3 chén giấm. Giấm này là ở nhà mình nuôi nè các bạn, nên nó rất là chua nha. Các bạn có thể mua giấm ở ngoài chợ bán cũng được, ở nhà mình có sẵn giấm. 3 chén giấm này là mình dùng cho 400g hành và 100g đường nha các bạn. Và một muỗng muối này nè, một muỗng muối nha các bạn. Các bạn nấu cho cái hỗn hợp này nó tan đều ra nha. Các bạn nấu cái hỗn hợp này nó sôi lên khoảng 5 phút là được nha. 5 phút rồi các bạn tắt bếp. Sau khi mình chuẩn bị xong hết thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái lọ thủy tinh như thế này nha. Và hành mình cũng đã khô và nước giấm mình nấu cũng đã khô rồi. Giờ các bạn cho hết vào trong cái hũ này nha. Mình có bỏ thêm vào đây và chế ớt cho nó đẹp nè các bạn. Bây giờ mình chế giấm vô. Các bạn thử giấm cho nó thật là nguội nha. Ba chén giấm là vừa ngập luôn nè các bạn. Rồi. Nhà các bạn có cái đồ dài thì các bạn cho vào, còn không thì mình cho nước vào cái túi bóng như thế này để mình dằn xuống nha các bạn. Đấy, mà nó sẽ ngập được hết. Và mình đậy nắp lại. Vậy là của mình, hành muối của mình đã xong rồi nè các bạn. Sau khi hoàn thành thì các bạn để ở nhiệt độ phòng nhé. Sau khi 4 ngày thì các bạn sẽ sử dụng được. 4 ngày đó mình sử dụng được thì mình sẽ lấy ra mình bảo quản trong tủ lạnh để mình ăn dần dần đó các bạn. Với công thức này thì mình làm đã rất nhiều lần và rất là ngon. Các bạn thà làm thử qua một lần nhé. Nếu các bạn thấy hay
cho mình một lượt đăng ký để mình có động lực làm những video hay hơn nha các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã xem hết video. Và bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau nhé.